Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Baba Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách đăng ký tài khoản mua hàng và thanh toán ở trên Rakuten các bạn nhé. Bắt đầu thì các bạn vào Apple Store, các bạn đánh chữ Rakuten vào. Đây nó hiện sẽ Rakuten Chiba này. Mình đã tải về rồi nên là bây giờ mình chỉ việc mở với tôi, còn bạn nào chưa có thì bạn tải bấm và tải vào, sau đó các bạn bấm vào phần xin ghi cây tô được cự này đấy, bạn bấm vào đây. Tiếp theo là các bạn bây giờ nhập tên và mê được Ado đây sự, các bạn đánh cái địa chỉ email của bạn vào. Tiếp theo là phần đuôi tê chữ ghế, bạn bấm vào phần bước thanh toán nhé. Okay. Đây là đang khuyến mại này, các bạn đăng ký thẻ Rakuten cá độ này thì cũng được 5 sen poin tổ này, 5 sen thì tương với này 5 sen yên đấy. Đây này, sau đó là sẽ gửi trên địa chỉ email nó sẽ gửi về. Đây, đã cái tên này. Tôi đã cực khá nhiều này, ok rồi. Với địa chỉ email đăng ký xong rồi. Bây giờ là các bạn vào đây. Đồ cửa hình sẽ được này. Cái user Gmail. Ok, vậy là có đã Thanh đã đăng ký xong được cái tài khoản trên Rakuten các bạn nhé. Bây giờ thì đây thì các bạn tiếp theo các bạn đi xem ở đây các bạn muốn mua hàng gì đây, khá là nhiều khuyến mại. Đây này, Fukubukuro đang khuyến mại khá là nhiều. Bây giờ các bạn vào phần này, bạn mua hàng gì thì bạn bấm vào cái phần này nó sẽ tìm kiếm nhé. Mình muốn mua cái máy Soji. Soji Ki đây. Máy hút bụi, muốn một cái máy hút bụi nhé. Đây là nó sẽ hiện lên rất là nhiều các cửa hàng bán cái máy hút bụi để nó như thế này. Thì bây giờ các bạn lựa chọn, trong đây các bạn sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nào mình cảm thấy phù hợp và những cái sản phẩm nào mà được khách hàng đánh giá cao, nhiều sao, càng nhiều sao thì cái đấy được đánh giá khá là tốt. Đây mình cái này mình đã xem này, mình chọn cái sản phẩm này này. Thu bạn vào đây bạn xem sản phẩm này này, cái này là 17.000 PA, cái này sức mạnh sức hút khá lớn. Bạn xem có thông tin này, đây này,
ở đây là pull độ đang 1,5 bar cộng với 1 bar áp bự là 2,5 bar áp bự này. Đến bây giờ này, cái này là Sodio Mudio đang gửi hàng miễn phí để họ kiểm tra ở đây này. Gửi hàng miễn phí đây ở trong cái thời gian này từ 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 này thôi này. Thì nó đang áp dụng cái chương trình khuyến mãi này, mỗi cái thời điểm nó có một thay đổi từ cái thời điểm đấy. Các bạn xem thông tin về sản phẩm này, xem thông tin về sản phẩm. Nên các bạn đấy. Bên cạnh đó thì bên trang này nó đặt tiền này nó cũng sẽ giới thiệu cho mình những cái sản phẩm khác nữa ở phần phía dưới này, cho nên là cũng các loại khác, các loại khác nhau, cho nên là mình để mình lựa chọn Susume. Bây giờ các bạn cho vào cargo này, đấy, cargo này thì các bạn lựa chọn nó hoặc là các bạn chọn màu gì, đây là cái màu thì màu đỏ, mình chọn màu đỏ. Nó xong là cargo, cho vào cargo đấy. Thì bây giờ này, khi các bạn muốn xem trong cargo mình có những cái gì, trong giỏ hàng của mình có những gì này, đây có những cái sản phẩm này rồi nhé, đấy, sản phẩm này rồi. Ok, đây là phần này, là phần lịch sử của tính toán. Cái này là tài khoản mới thì mình chưa có lịch sử tính toán, nhưng tí nữa mình sẽ có cái tài khoản cũ. Mình đã mua rất nhiều sản phẩm ở trên đây rồi. So với Amazon thì là mình mua hầu hết các sản phẩm ở trên Rakuten này. Ở đâu cùng một sản phẩm nhưng ở đâu cũng được thôi, ở trên Rakuten hay là ở Amazon, các bạn cùng muốn mua sản phẩm nào, bạn tra ở bên Rakuten hay là Amazon bên nào cùng cái sản phẩm đấy giá rẻ hợp lý thì mình mua. Tiến hành thanh toán thì mình bấm vào đây. Tên khi này, đây bây giờ nó này bắt mình đăng nhập vào tài khoản lại một lần nữa này. Bây giờ đánh password vào, cái mật khẩu vào, logo in Jotai này, tiếp theo là đã có tên cây nữa. Bấm vào đây. Đấy, tiếp theo là mình chưa đăng ký cái này là tài khoản mới, nên là bây giờ tiếp theo cái mình muốn thanh toán ấy, mua hàng tiếp thì bây giờ mình đăng ký cái địa chỉ, khai báo địa chỉ của mình. Tiếp theo là đây là các bạn đánh cái địa chỉ thì nhà của các bạn và tiếp theo là đánh số điện thoại của các bạn và tiếp theo là bấm phần đó đồng ý với. Nhận lại là cái địa chỉ này của bạn đã đúng chưa? Tiếp theo trên em sẽ gửi về địa chỉ của các bạn. Okay.
cái kệ xem cái chuyện nào vui sẽ được. Đấy, xong rồi đó. Bây giờ là có ba cái phương thức thanh toán. Một là các bạn sử dụng credit tọa cá độ. Hai là các bạn sử dụng gửi tiền ở ngân hàng. Ba là các bạn thanh toán ở Combini. Đấy, Combini thì bạn nào có credit tọa cá độ thì bạn bấm vào đây này. Các bạn nhập những cái mã số của đây các bạn nhập mã số của cá độ này vào rồi cái chọn cái loại này thẻ là thẻ gì, ví dụ như là thẻ Visa này, rồi có mã số vào đây này, trong yêu cầu ghi gần là ngày đến được đến tháng 4 này, năm bao nhiêu này, 2024 này, cái mã của nó là gì, 1, 2, 3, 4 này. Nhập tên của bạn vào và đó, sau đó bạn bấm vào chữ ghi ế, nhưng mà đây là cái này là mình đang ví dụ thôi, đó là mình sẽ thanh toán bằng Combini này, hướng dẫn Combini này thì nó có lựa chọn cho các bạn là thanh toán ở Seven Eleven hay là ở Lawson. Thì mình hay thanh toán ở 7-Eleven, My Barai, thanh toán trước đó. Đó các bạn, xong rồi xác nhận vào chiêu mô nó các cơ nên sử dụng. Okay. Tiếp theo các bạn bấm vào chiêu mô các cơ nên sử dụng là sẽ thanh toán, đồng ý với cái thanh toán đó. Thank you. Thế là đã đặt hàng xong. Tiếp theo thì bên các cửa tiền bên cửa hàng người ta sẽ gửi cho các bạn một cái mail, sau đó nó có kèm theo cái đường link để hướng dẫn các bạn thanh toán ở cái nơi mà Combini mình đăng ký, đó là ở 7-Eleven nhé các bạn. Đây, bạn vào trong cái mail này và các bạn bấm vào cái đường link này. Staffy đấy, đây là cái mã để các bạn đưa đến trên quầy thanh toán ở 7-Eleven, đưa cho người ta bấm scan vào cái mã này, pip vào cái mã này là sẽ thanh toán cho các bạn được thôi các bạn, rất là đơn giản. Rõ về phần lịch sử này, mình đã mua hàng những cái gì đây, rất là nhiều các sản phẩm mình đã mua hàng trước đây ở bên Rakuten, như là sữa này mua ở bên ngoài là nó cũng tầm khoảng hơn 900 yên với lại tầm 1 sen một hộp này, sữa bò bầu này hay những cái sản phẩm này mua đèn này, rất là nhiều các sản phẩm ở trên đây. Trước đây là cái sản phẩm này mình mua từ năm ngoái này, bây giờ nhưng mỗi chế độ là có thể vào đây được cái này. Đây này các bạn xem, có thể xem lịch sử đồng hồ này. Cái sản phẩm mình mua khá nhiều, cái sản phẩm một đợt mình đã mua ở đây trước đây từ năm 2000, mình mua đầu tiên từ tháng 1 tháng 6 năm 2017 mua sản phẩm đầu tiên ở trên trang Rakuten này. Trên trang Rakuten này nó rất là thuận tiện, và những cái khách hàng lâu năm có những cái sản phẩm ưu đãi rất là tốt. Ví dụ như là mình muốn thích cái sản phẩm nào hơn, như ở cái trong trường hợp này mình cứ bấm vào đây để mình ấy, thì người một cái thời gian sau nếu mà nó có chương trình khuyến mại thì nó sẽ báo cho mình biết là ví dụ đây cái sản phẩm này này đang từ 4 sen 913 yên đang giảm giá xuống còn 4 sen 624 yên này, để cái sản phẩm này năm hai cái sản phẩm này các bạn nhé, hai cái sản phẩm trên dưới này cùng một cái sản phẩm, cùng một chỗ nơi cung cấp thôi, nhưng mà họ có cái giá nó là khác nhau á, nhưng bên này ở dưới đánh giá rất là cao, để 641 người đánh giá và tỷ lệ
đánh giá là khoảng tầm đây là 4,5 sao này. Đấy, mình cho ngay cái giá trên kia là cùng với sản phẩm mà giá nó cao hơn, tất nhiên là người ta phải đánh mua cái sản phẩm phía dưới này rồi, đúng không? Đấy, cái sản phẩm này đây. Rất đơn giản đúng không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.